Chào mọi người đã trở lại với Simplify Channel. Trong clip ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cú đấm phủ nhược đằng sơ, hay còn gọi là cú đấm sốc, ở cự ly tầm trung, tầm cận và tầm dài. Cú đấm sốc đa phần quýnh ở tầm ngắn, nên ngoài cái việc đó là nó nhanh, khó đỡ, nó còn nguy hiểm ở chỗ là khi bạn đánh vào body thì nó sẽ dở ngược cơ quan nội tạng lên. Còn khi bạn đánh vào vùng cằm, tạo ra một sóng xung kích gây ra ảnh hưởng tới não. Đầu tiên nói về cú phượng dực ở tầm trung thì cơ sở của cú đánh là chuyển động xoay, mà xoay từ thấp lên cao. Lực và hiệu quả của cú đánh nó phụ thuộc vào cái tốc độ xoay thân mình. Cú đánh phượng dực tay trước, bạn xoay qua, nhưng mà không có xoay ngang qua như là đánh móc ngang, mà bạn xoay đi xuống, người trầm xuống. Khi bạn nổi lên, khi bạn xoay xuống thì chân trước trụ, chân sau nhón. Nhưng mà khi bạn nổi lên thì chuyển trọng tâm, chân sau trụ, chân trước nhón. Cái hông của mình có khuynh hướng lúc xuống, khuynh hướng hất lên, hất cái hông lên, xéo lên theo cái đòn đánh của mình. Còn tay á thì vuông góc hoặc là một góc tù. Nhưng mà có những lúc tôi không đánh trụ chân sau mà nhón chân trước, mà tôi đánh trụ chân trước luôn. Trong trường hợp ví dụ như là mình đấm tay thẳng, tay sau thẳng ra, nhưng mà khi nếu mà mình đấm, mình nhón chân sau thì cái tầm này nó xa lắm, tầm sát thương nó xa lắm, nó không có gần đối phương. Nên khi đánh thôi sơ ví dụ tay sau, tôi muốn tiếp tục đánh phượng dực tay trước thì tôi trụ chân trước luôn và nhón chân trước luôn. Nhớ đầu gối không qua mũi bàn chân, giống như thái cực quyền, không có vậy. Bạn đừng qua khỏi mũi bàn chân. Còn đánh phượng dực tay sau, bạn trụ chân trước và nhón chân sau. Bạn không cần phải kéo xuống đây để lấy đà để đánh, không đớt tay vậy. Thứ nhất, không kính là một. Thứ hai, cái quãng đường đi nó dài hơn. Bạn chỉ cần xoay hông và đánh là đủ lắm rồi. Cái phượng dực tay sau này thường xài khi đối phương barre hai bên, bạn quýnh đòn móc ngang không hiệu quả thì bạn đánh ở giữa, hoặc khi đối phương thủ đẩy ra vậy thì bạn đánh đòn thẳng hoặc đòn móc ngang không hiệu quả thì bạn tấn công ở giữa cằm của đối phương. Thứ hai là đòn phượng dực ở tầm ngắn, tầm sát như vậy thì ngoài việc bạn ôm cổ, ôm hoặc là bạn đánh cái chỗ lực, thì mình còn có một giải pháp là gì? Mình đánh đòn sốc ở cự ly ngắn, đòn phượng dực ở cự ly ngắn. Đứng sát vô. Ở cự ly ngắn bạn không cần phải, bạn không nên lấy tay xuống đây. Và tay cũng không có thành một góc vuông nữa, là tay góc nhọn. Tay bạn thụ ở đâu, bạn chỉ xoay cái hông, đẩy cái hông lên để đánh vào càm đối phương. Ví dụ. Tay sau cũng vậy, bạn chuyển trọng tâm, bạn không lấy ra 90 độ, giống như là ở tầm trung. Cách tập là bạn hai đứng hai chân song song với lại bao cát hoặc với lại đùm mì. Khi bạn đánh tay nào thì chân đó bạn nhón. Còn ở tầm dài là cú phượng dực giống như là một cú đấm thẳng,
bạn nhón chân, đấm sốc lên và đấm ngửa bàn tay ra, thì bạn đánh vào cầm hoặc là bắn đúng đấm vào nhân trung. Tay sau cũng vậy. Đánh nhanh, rút nhanh, trụ chân trước, nhón chân sau. Thường cú phượng giật mà tầm xa thì nó kết hợp với những cú đánh tầm xa. Ví dụ, tôi đánh thẳng, bồng, móc và kết thúc bằng cú phượng giật ở tầm xa như thế này. Đòn phượng giật nó hiệu quả khi nó kết hợp với những đòn khác như thẳng, vòng hoặc là chọ. Cái thứ hai nữa là nó kết hợp với lại thân pháp và bộ pháp. Thì cái phần thân pháp thì sẽ nói ở tập sau. Còn combo ngày hôm nay thì giới thiệu một số combo là kết hợp với đòn thẳng và đòn móc ngang. Thì combo đầu tiên, rồi vô, combo thứ hai, nhẹ rồi nghe rồi không có bước. Yes. Combo thứ ba, đấm bước vô, đấm nhẹ bước vô, vô vô. Combo thứ tư, rồi combo thứ năm, chậm, đúng rồi, rồi.